lượt tao rồi. Xui không ngờ biết em xe này luôn.
Con chuồn
đuốc không? Không đuốc không? Bị gì chạy cho hành vô. Cho mấy anh. Thank you.
Dạ liên tục chương trình Nhà Ngọc Huyền cũng xin hân mời giọng hát đến từ chú Chính ạ. Dạ xin trân trọng kính mời chú.
luôn kìa. Một cái dây leo khổng lồ nè. Bây giờ mẹ hay rồi.
tiền trời sẽ thank you.
Qua đời thì ông thứ tám nối ngôi. Ông thứ tám này tức là cháu của ông thứ bảy. Ngược lại ông ta đi theo thiên đường. Ông ta xóa bỏ văn hóa vật của ông bảy này. Chê qua năm thứ bảy thất bại rồi. Bắt đầu thì ông thứ tám nối ngôi thì ông ta xóa bỏ hết những cái trường Phật của người ta. Bây giờ chúng tôi người ta tìm thấy ông thứ tám này xóa bỏ lịch sử Phật giáo của ông Chê Văn Man thứ bảy đó hơn 10.000 trường Phật. Rồi cho nên thì cuối cùng Campuchia suy thoái. Thế mà cái quật quần thể của thôn người ta phát hiện ra một pho tượng của vị vua này nhưng mà không có đội tài, người ta cũng không biết ngài đang làm gì. Mãi về sau khi mà phục chế người ta mới biết ông đang rảnh lễ và hành thiền. Phải chăng vì tu thiền nên ông mới tạo ra được những ngôi đền kỳ diệu và pho tượng của ông mãi lưu truyền đến hậu thế. Những bí ẩn ở Angkor, thần linh đã xây các ngôi đền. Nhiều người không tin rằng đã xây đền nặng như vậy mà người phàm có thể không phát nổi, nên người ta đồn là các vị thần đã hiển linh để giúp đỡ. Năm mới xuân vừa sang, tháng